Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cách trồng cải rổ. Một loại cải có giá trị dinh dưỡng cao và được trồng khá phổ biến trên khắp thế giới. Cải rổ có hình dáng nhỏ xinh và màu xanh đậm đặc trưng. Có thể ăn sống hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Cải rổ là một nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin K và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch, giúp hỗ trợ sự phát triển của xương. Cải rổ cũng là một nguồn cung cấp chất đạm và chất khoáng như canxi, sắt, magie và kali. Để chọn cải rổ là loại thực phẩm sử dụng thường xuyên thì bạn nên chọn nguồn thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ nhằm mang lại chất lượng tốt nhất, và nếu được bạn có thể tự trồng để sử dụng nhằm kiểm soát được chất lượng của cải. Giờ mình chia sẻ cùng các bạn cách trồng sao cho hiệu quả, năng suất cao, lại dễ chăm nữa nhé bạn. Mình sử dụng chậu này để trồng. Chiều cao đất chứa trong chậu khoảng 20cm trở lên sẽ phù hợp hơn để cây phát triển. Về đất trồng, đất có khả năng thoát nước nhưng cũng có thể giữ ẩm, tức là đất không gây ứ nước nhé bạn. Đất mà bạn đang xem là hỗn hợp phân trộn thông thường, đã được ủ quay. Loại đất trộn này mình đã chia sẻ trước đây, có để lại đường link trong phần mô tả để các bạn tiện theo dõi lại. Và mình pha thêm khoảng 30% đất thịt. Với đất này mình hài lòng vì có vẻ đang rất phù hợp với các loại rau cải. Hạt giống bạn có thể mua ở các nhãn hiệu uy tín để tỷ lệ nảy mầm được cao nhất có thể, và tránh những trường hợp hạt giống đột biến gen hay can thiệp quá nhiều của công nghệ. Đây là hình dáng của hạt giống nhé bạn. Hạt có hình tròn khá nhỏ. Đây là hình dáng chung của hầu hết các loại hạt cải. Khi gieo hạt, bạn cố gắng phân bổ đều hạt lên mặt đất. Tay bạn khéo léo và tùy thuộc vào kinh nghiệm rải hạt của bạn mà càng ngày khả năng gieo hạt của bạn sẽ càng đều hơn. Và một phần quan trọng giúp hạt được phân bổ đều nữa là đất mặt chậu phải không bị nghiêng lệch, và sau khi trồng tưới nước với vòi nước nhẹ. Tưới từ từ để hạt không bị trôi theo mặt nước do nước không thấm đất kịp, mà dùng hạt tập trung vào một số nơi nhất định. Sau khi gieo hạt xong, bạn nên rưới lên phía trên mặt chậu thêm một lớp đất mỏng để lắp phần hạt gieo lại, cũng như giúp hạt nảy mầm tốt hơn, bám đất tốt hơn. Nếu bạn trồng vào mùa mưa hay mùa nắng gắt không mái che, thì bạn nên lót rơm hay mụn dừa dạng sợi để giúp. Một là hạt nước mưa không làm dăng đất lên cây, hai là mùa nắng gắt sẽ giúp mặt đất được giữ ẩm tốt hơn. Ở đây mình tưới nước lặp lại lần 2 nhằm giúp cho nước thấm thật sâu vào chậu nhé bạn. Thấm tới lớp đất cuối cùng trong chậu để giữ ẩm tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho hạt nảy mầm. Bạn quan sát chậu cây sau 10 ngày nhé. Những cây cải nhìn phát triển thật khỏe mạnh. Đất mình trồng đa phần có cỏ mọc lên là do đất chỉ ủ quay mục tự nhiên, không xử lý diệt cỏ. Và đất thịt cũng là nguồn đất có khả năng lẫn hạt cỏ vào. Với những nguồn đất trồng có nguyên liệu từ tự nhiên mà bạn trồng không có cỏ mọc lên, thì bạn nên xem lại có đã qua xử lý chất diệt cỏ không. Nếu muốn tự trồng rau để sử dụng cho an toàn mà trồng trên nền đất đã từng sử dụng chất diệt cỏ thì bạn nên xem lại nhé. Việc trồng trọt phải có chút siêng năng và yêu thích thì mới có những kết quả đáp lại tương xứng. Có khi là những thử thách mà bạn cần vượt qua để có kinh nghiệm và thành quả đến sau đó. Khi chậu rau lên không đều thì bạn cứ nhổ chỗ dày
cấy dặm vào chỗ trống để trong chậu rau được đẹp và cũng như giúp các bạn ấy có không gian sống đều nhau hơn. Nếu gặp những ngày nắng gắt thì những cây vừa mới nhổ lên cấy lại, bạn nên che nắng trưa để cây mau phục hồi nhé bạn. Chỉ cần che một ngày thôi cũng đủ. Sau 17 ngày, giờ mình dùng phân ure đen dòng phân sinh học để bón cho chậu rau một lần trong suốt quá trình sinh trưởng nhé bạn. Pha khoảng nửa muỗng nhỏ phân với một ít nước. Ngâm khoảng 10 phút cho phân tan ra. Sau đó pha vào bình tưới, gieo khoảng 10 ngày đến 2 tuần là tưới phân được rồi nhé bạn. Ở đây mình tưới hơi trễ là do để cho những cây cải cấy hôm bữa được bán rễ vào đất mới bắt đầu tưới. Bình này chứa được khoảng 2 lít nước nhé bạn. Không phải tưới hết bình nước phân này chỉ một chậu cải rổ. Tưới vừa đủ, phần còn lại tưới vào các chậu cây khác. Nếu tưới phân vào buổi chiều, vào ngày nắng gắt, chiều mát bạn tưới cho cây một lượng nước sạch vừa phải. Sau đó chiều tối hạ tưới phân nhé bạn. Để phân hạn chế tích trữ vào cây quá nhiều do tưới phân vào lúc cây cần nước nhất. Còn nếu tưới vào buổi sáng thì trước 9 giờ sáng bạn nên xả lại với nước sạch nhé bạn. Chậu cây phía bên trong có được bóng mát của cây tắc che nắng chưa? Nên phần đó cao hơn so với phía ngoài nhé bạn. Để những cây cải trong chậu được lớn đều nhau, giờ mình xoay đảo phần trong ra phía ngoài. Sau 30 ngày, nhìn tổng thể thì có vẻ chậu cây phát triển đều, nhưng thật ra có những cây vượt trội, chen lên được phía trên thì phát triển to hơn nhiều so với những cây bị yếu thế. Chậu rau này mình sẽ thu hoạch dần bằng cách tỉa những cây cải lớn ăn trước lần một. Khi tỉa thì nơi nào gốc phân bổ dày thì tỉa nhiều tí, để sau tỉa các cây còn lại trong chậu sẽ được phân bổ khá đều. Cắt tỉa hãy cắt sát gốc để gốc không nhảy chồi lên nữa nhé bạn. Bạn cũng không nên nhổ, vì nhổ sẽ ảnh hưởng động gốc đến những cây còn lại. Thu hoạch cũng được một dĩa rau luộc nhé bạn. Tiếp theo bạn chỉ việc tưới nước cho rau hàng ngày. Mùa nắng gắt thì tưới ngày 2 lần, mùa mát mẻ thì ngày 1 lần. Chỉ vậy và khi nào muốn ăn thì thu hoạch tiếp. Bạn để ý sẽ thấy cùng một chậu rau nhưng nếu có một gốc bị che mát, một gốc chiếu nắng đầy đủ thì với cây ưa nắng, nơi có nhiều nắng cây sẽ phát triển cứng cáp hơn
và những cây đó cũng có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn nhé bạn. Sau 10 ngày thu hoạch cắt tỉa lần 1, bạn có thể tỉa ăn lần 2. Những cây cải lần này lớn hơn lần trước nhé bạn. Chậu này trong kế hoạch mình sẽ tỉa ăn 4 lần, lần 3 sau 5 ngày nữa, và lần 4 sau 5 ngày tỉa của lần 3. Tính ra chậu này thu hoạch ăn rất nhiều nhé bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ. Thân chào các bạn.